Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay, Huy đến từ trung tâm S-Line Gym sẽ hướng dẫn cho mọi người bộ môn Shabam. Shabam là một bộ môn những động tác nhảy dựa trên một nền nhạc rất là sôi động, và những động tác nhảy của Shabam rất là dễ dàng, rất là dễ để theo. Mọi người chỉ việc thả lỏng cơ thể của mình ra. Thông qua những động tác của Shabam, mọi người sẽ được vận động săn chắc cơ thể của mình nhiều hơn nữa, và mọi người sẽ được thư giãn vô cùng với một nền nhạc rất là hấp dẫn. Alright, tất cả sẵn sàng chưa ạ? Bắt đầu nào. Ok, đến với bài đầu tiên của chúng ta. Em muốn mọi người hai chân của mình tách rộng ra, ngồi squat xuống bằng cách mở gối ra bên ngoài, ngồi xuống, sau đó tách chân qua bên này thêm một lần nữa, ngồi xuống, và sau đó chúng ta rút gối của mình lên trên, thả lỏng người của mình ra. Tương tự đổi bên, đi về bên trái, ngồi xuống, chặt chân, sau đó ngồi xuống một lần nữa, rút gối của mình lên, thả lỏng người của mình ra. Alright, tốt không ạ? Động tác tiếp theo, chúng ta sẽ đẩy tay về phía trước, di chuyển phần hông của mình nhẹ nhàng, tay còn lại nắm, sau đó mở tay của mình ra bên ngoài, thả lỏng người của mình ra. Đến với đoạn điệp khúc, chúng ta sẽ tiếp tục đẩy tay của mình về phía trước, sau đó tay của mình vuốt lấy phần trán của mình, hấp, sau đó đẩy tay một lần nữa và xoay vai của mình ra phía sau, xoay 4, 3, 2 và 1. Alright, đó là tất cả những gì chúng ta phải làm trong bài tiếp theo. Sẵn sàng chưa ạ? Mọi người vừa nhảy xong với Huy một bài Shabam, cảm thấy như thế nào rồi ạ? Người có nóng hơn không ạ? Tất cả những bài Shabam của chúng ta sẽ làm cho người của chúng ta nóng lên, và thông qua những động tác này chúng ta sẽ vận động, đốt được nhiều năng lượng hơn của mình. Đến với Shabam để cảm nhận được về bộ môn ha. See you.